Xin các bạn thì như hôm qua đã hứa tôi muốn làm một cái video mà chia sẻ các bạn và năm câu hỏi quan trọng nhất khi năm câu hỏi quan trọng nhất khi dẫn tới cái việc bán hàng vẫn được chốt khách của cái người bán thư viện. Đây là năm câu hỏi mà cũng rất là khoai, khi khách hàng hỏi mà người môi giới mà không trả lời được thì dẫn đến việc là có thể thất bại cái giao dịch đấy. Thì ngoài cái việc mà trước khi mà trả lời năm câu hỏi này thì ngoài cái, để mà bán bất động sản tốt thì ngoài cái việc là một là bạn phải yêu cái sản phẩm này, bạn phải có cái trải nghiệm sản phẩm này, tức là bạn phải thực sự yêu và có trải nghiệm, tức là bạn cần phải đi và ở và từng đã đến đấy rồi. Cái thứ hai là bạn cần phải phân rõ, hiểu rõ về nhu cầu của nhà đầu tư, họ được nhóm nhà đầu tư nào, họ được nhóm đầu tư sinh lời hay là họ muốn giữ tiền hay là họ muốn để lại con cháu hay là món họ có đó là một cái món tiết kiệm. Cái thứ ba ấy, đó là bạn cần phải luôn là làm mới mình, phải luôn cập nhật thông tin mới nhất cho những người mà đầu tư đấy. Ngoài ra bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình cho khách hàng, tức là bạn đã chốt căn nào, bạn đã bán căn nào, bạn bán cho người nào, khách hàng. Ngoài ra một yếu tố quan trọng là bạn luôn làm mới mình, luôn chứng tỏ mình, cái sự khác biệt của mình so với các hàng ngàn các môi giới khác khi bán thư viện. Điều này là điều rất quan trọng để mà khách hàng quyết định chọn bạn. Thì đây, sau đây tôi sẽ chia sẻ năm câu hỏi. Thì đầu tiên đó là một trong câu hỏi mà khoa nhất mà tôi nghĩ là môi giới cần phải trả lời được, đó là khách hàng sẽ thường sau khi mà bạn tư vấn rất tốt về sản phẩm và rất tốt về cái lợi nhuận trong thời gian cam kết, ví dụ ở đây là cam kết 10 năm, thì khách hàng bao giờ cũng sẽ có một cái vấn đề mà quan trọng nhất mà người môi giới nào thực sự hiểu sản phẩm, hiểu về thị trường mà có thể tư vấn được thì dẫn đến được cho khách rất là cao, đó là câu hỏi sau 10 năm thì thế nào. Thì các bạn biết rồi, trong thời gian cam kết thì khách hàng sẽ đương nhiên nhận được lợi nhuận đấy, với một đương nhiên nhận cái lợi nhuận mà chủ tư cam kết, đúng không nhỉ? Nhưng sau 10 năm thị trường như thế nào, sau 10 năm biến động như thế nào, sau 10 năm chủ đầu tư đối xử với khách hàng như thế nào, sau 10 năm như thế nào, sau 10 năm lợi nhuận của ta như thế nào, sau 10 năm sản phẩm của ta họ có bị họ sản phẩm đấy khách hàng có được dùng hay không, là cái giá trị của sản phẩm có bị suy sút hay không, hay cái sản phẩm chất lượng nó có bị giảm hay không, tất cả cái đấy các cần phải chuẩn bị cho mình sẵn một câu trả lời, đúng nhỉ? Tiếp theo, cái thứ hai mà một cái câu hỏi cũng rất là quan trọng, vì không biết rồi, sự khủng hoảng sẽ bắt đầu, nếu có khủng hoảng về bất động sản thì sẽ bắt đầu từ bất động sản nghỉ dưỡng, mà các bạn phải nhớ như vậy. Thì khách hàng đã bắt đầu câu hỏi là gì, liệu có an toàn khi mua bất động sản nghỉ dưỡng hay không, cái an toàn là như nào, liệu chủ tư đấy có bị sập hay không, liệu chủ tư đấy có báo cáo hay không, vân vân, liệu chủ tư đấy nó có ảnh hưởng, liệu chủ tư đấy sẽ có thất bại hay không, nếu mà thất bại thì làm thế nào. Ví dụ khách hàng hay hỏi thế bây giờ mua của Vin, chẳng may Vin nó bị xấu thì sao, bị trong trường hợp xấu nhất thì sao. Thì khách hàng thì ví dụ một cái câu trả lời thông minh của môi giới bao giờ đầu ngược lại bằng một câu hỏi, thì khi khách hàng hỏi câu vậy, bạn có thể hỏi một câu ngược lại, ví dụ như là gì, là Vin sau này sẽ kiếm nhiều tiền hơn phần dịch vụ, Vin có rất nhiều công ty con, ví dụ như Vin School, Vin Make hay là Vin Pro hay Vin Mart hay công ty thương mại, nếu như vậy là cái dòng tiền của Vin nó rất ổn định, Vin cũng rất bán rất nhiều sản phẩm bán rồi, như vậy là họ rất là khó gì ạ, rất khó để thất bại được. Nếu người ta vẫn nói là gần như không có khả năng để Vin thất bại, đúng không nhỉ? Câu hỏi thứ ba đó là cũng liên quan đến việc sau cam kết, thì phân tích dòng tiền sau cam kết hoặc là phân tích dòng tiền khi họ mua thì như thế nào? Thì vì sau cam kết mọi người biết rồi, có một cái tỷ lệ hoàn vốn là sau 12 năm đầu tư hoặc là sau một thời gian đầu tư thì khách hàng sẽ hoàn vốn được cái số tiền họ bỏ ra, 20 tỷ hay bao tiền họ đổ ra đó. Thì nhưng mà đây là sau đó cam kết thì dòng tiền nó sẽ về như nào đó, cái này sẽ tương tự giống với câu đầu tiên, nhưng cái này cần các bạn cần phải chi tiết, thậm chí là thành file thành hình để cho gì khách hàng họ hiểu rõ vấn đề này. Tại vì với nhà đầu tư thì quan trọng nhất vẫn là dòng tiền, họ làm sao để bảo lưu dòng tiền họ đầu tư, đảm bảo được họ thu hồi vốn nhanh. Đấy, bảo bảo được cái việc lợi nhuận của họ sau qua quá trình khai thác, đúng nhỉ? Cái thứ tư, khách hàng sẽ hỏi thế bạn nói rất là hay như vậy, thì bạn đã bán cho ai, câu chuyện của bạn là gì, ai đã mua sản phẩm của bạn và họ đã cảm thấy như thế nào. Cái này một là khách hàng có thể hỏi bạn để chứng minh, để hỏi xem là bạn có thực sự là đã người đã bán được sản phẩm hay không. Hai là bạn cũng có thể chủ động kể cái câu chuyện này cho khách hàng để tăng thêm cái tính thuyết phục của bạn. Câu hỏi thứ năm, lợi ích, liên quan lợi ích, đúng không ạ, liên quan lợi nhuận, liên quan tiết kiệm hay để cho con. Một cái thông điệp mà chủ tư hiện tại đang làm rất tốt đó là của để dành, sản phẩm này là của để dành cho con cháu, sản phẩm này của để dành cho thế hệ tương lai. Thì đây là một cái bạn mà cũng lên chia sẻ một cái câu hỏi, khách hàng sẽ hỏi thì các anh có chi có để dành được không, khách hàng là anh có thể để dành được không, để làm sao để cái sản phẩm, tức là khách hàng sẽ muốn một cái gì nó dài hơn, một cái nó xa hơn,
Thì mọi người biết rồi, đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng hay biệt thự biển, một số tiền lớn là những khoản đầu tư dài hạn trong từ 10 đến 20 năm, chứ không phải là một đầu chơi dạo chơi, không phải là một đầu tư dạo chơi trong vòng 5-10 năm. Thì tôi muốn nhấn mạnh vào ba câu hỏi đầu tiên các bạn cần phải tập trung giải quyết thật tốt. Và đây là những con số, đây là những câu hỏi mà tôi đã thống kê lại của trong quá trình mà khi tôi làm việc với cả anh Nguyễn Tuấn, một trong cái best sale về biệt thự biển tập đoàn, anh ấy chia sẻ. Thì rất mong, thì tôi cũng mong muốn là các bạn có thể học hỏi được nhiều hơn, và chúc các bạn để chốt được thật nhiều những căn biệt thự biển cho năm nay. Xin cảm ơn.